Thưa quý vị, những năm gần đây, nhu cầu mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Thông qua thương mại điện tử, không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận được các khách hàng tiềm năng, mà còn quảng bá các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường đến với người tiêu dùng. Ngày nay, việc thúc đẩy tiêu dùng đối với sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, bên cạnh các tiềm năng phát triển, còn là bài toán khó đối với các doanh nghiệp. Để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm xanh, đòi hỏi sự kết nối tích cực từ doanh nghiệp và khách hàng. Từ đó tạo ra một cộng đồng chia sẻ thông tin, tạo cơ hội cho người sử dụng thử nghiệm, tiếp cận và lựa chọn sản phẩm xanh. Theo đó, tại sự kiện TikTok Shop Việt Nam Summit 2024, TikTok đã ký biên bản hợp tác với Báo Nhân dân và Truyền hình Quốc hội, triển khai sáng kiến Tự hào Hạt Việt và ký kết hợp tác với kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam ra mắt sáng kiến High Green. Thông qua các biên bản ký kết, mở ra cơ hội cho các nhà bán hàng trên nền tảng số, từ đó giúp tăng cường doanh thu đối với các sản phẩm trong nước, đồng thời gia tăng lựa chọn trải nghiệm mua sắm chất lượng cho người tiêu dùng. Tôi mong muốn đẩy mạnh cái sự hợp tác, hình thành một cái chương trình đào tạo hạt giống OCOP. Với cái chương trình này thì mỗi chủ thể OCOP khi tham gia sẽ được tham gia các lớp đào tạo tập huấn để thực sự từng bước họ cũng trở thành những người bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Có thể nói đây là cái định hướng về chúng ta hỗ trợ cho việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và chúng tôi cũng không chỉ dừng đối với việc là đẩy mạnh việc xúc tiến quảng bá nông sản đối với thị trường mạng xã hội trong nước, mà cùng với TikTok Shop chúng tôi sẽ phối hợp với TikTok ở Singapore để lựa chọn những cái sản phẩm OCOP tiêu biểu chúng ta đưa ra cái nền tảng mạng xã hội trong phạm vi các nước ASEAN cũng như từng bước đến thị trường Trung Quốc. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là với việc chúng ta lựa chọn được những sản phẩm OCOP tiêu biểu, nó là sản phẩm thuần của Việt Nam, nó phản ánh đúng cái giá trị về kể văn hóa, tinh thần cũng như là cái giá trị phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam, thì chúng ta sẽ giới thiệu với người tiêu dùng trong nước cũng như với người tiêu dùng ở khu vực ASEAN và với Trung Quốc để từng bước chúng ta phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững, có sự song hành hỗ trợ của TikTok Shop Việt Nam. Mọi doanh nghiệp, mọi business tính đến mục đích cuối cùng là đều phải quan tâm đến bảo vệ cho cộng đồng và bảo vệ cho một cái tương lai của con em. Dẫn đến là chúng ta đều phải có trách nhiệm là thúc đẩy các cái sản phẩm xanh, các cái sản phẩm bền vững. Thì ở đấy TikTok không phải là người định nghĩa thế nào là các sản phẩm xanh hay là các sản phẩm bền vững, mà những cái sản phẩm xanh, những cái sản phẩm bền vững mà được nhà nước và cộng đồng mong muốn là phát triển thì TikTok sẽ góp một tay để cho cái công việc đấy nó được tốt hơn. Ra thì về cái hướng doanh nghiệp xanh cũng là một trong những cái kế hoạch của doanh nghiệp mình ở trong tương lai, bởi vì chắc chắn là càng ngày càng về sau thì cái việc doanh nghiệp xanh là một xu hướng phát triển bền vững, nên là trong tương lai thì chắc chắn là bên tôi sẽ cố gắng để điều có thể là cải thiện cái việc bao bì, làm sao cho càng ngày càng thân thiện hơn với cả môi trường. Việc tăng cường nhận thức về sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.